Thằng chó nhá, mày tưởng bố mày thích làm phụ hồ lắm à? Hả? Tao tuyên bố với mày nhá, tao từ chức. Mẹ kiếp, làm quanh năm chẳng sao, nghỉ có một hôm đi tìm cám cho chim, ấy thế mà bị nó chửi cho sấp cả mặt, đúng là cái loại không có lương tâm. Mà bây giờ mình nghỉ phụ hồ thì mình làm cái gì được nhỉ? Ôi giời ơi, bố mẹ đẻ ra được mỗi cái đẹp trai, còn lại chả đâu vào đâu. À, con chó này, mày có biết tao đang bực mình không? Muốn gây sự phải không? Cái thằng này, mày hung hăng cái gì đấy? Mày biết bố mày là ai không? Bố mày có là ông trời thì hôm nay tao cũng sẽ tiêu diệt mày. À, cái con lợn này, muốn giữ hình tượng với mày cũng không được. Mày vào đây. À, con chó này. Mày. Cường, Quang. Mày rồi. Cái thằng này, sao mày lại phũ phàng với tao thế? Phũ cái mặt mày. Năm xưa mày vay tao 20, nhớ không? Trả đấy. 20 năm nhỉ? Sao tao không nhớ? À, thế à? Năm lớp 8, mày viết thư tỏ tình cô giáo, bị phát hiện, cô giáo mời phụ huynh mày lên, mày cay cú, bỏ nhà ra đi. Tao cho mày mượn 20 ăn bánh mì, mày mới sống sót ấy, mày nhớ chưa? Ừ nhỉ, sau cái lần đấy, nhà tao chuyển nhà, nên là tao quên béng mất. Nợ tiền xong quên béng đi, mày khôn như mõ nhỉ? Thôi được rồi, tiền mày ấy, tí tao trả, bây giờ kiếm chỗ nào anh em mình tâm sự tí nhỉ? Được, nhưng mà mày nhớ về trả tao ấy, vì 20 đấy mà tao mất ăn mất ngủ cả tháng vì tiếc ấy. Yên tâm, tao là người sống có tình nghĩa. Thôi đi. Đi. Sao tao nhìn mày ăn mặc bần hàn thế nhỉ? Này, chớ có thấy vua ăn mặc giản dị mà coi thường. Bây giờ đi ra đường lờn vờn nhiều chủ tịch lắm, cẩn thận không lại ăn cái kết vào mồm như chơi đấy. Ừ thì nhiều chủ tịch, nhưng mà tao cũng là chủ tịch, tao sợ quái gì ai. Cái gì á? Mày bảo mày là chủ tịch á? Mày đang đùa tao đấy à? Tao nghiêm túc từ nhỏ, làm gì có cái tính hay đùa. Nghiêm túc cái con khỉ gì mà mới lớp 8 đã tỏ tình cô giáo. Mày đừng có nhắc lại chuyện đấy được không? Giờ tao lấy vợ rồi, cô ấy mà nghe tiếng ấy, tao lại toang đấy. Chủ tịch gì mà lại đi sợ vợ? Hay mày là chủ tịch đa cấp? À, tao nhìn giống lắm ấy. Mày điên à? Tao là chủ tịch đàng hoàng đấy. Mày nói thật hả? Cái Cường này, thế cái món nợ 20 của tao ấy, mày vẫn nhớ chứ? Tao là người nặng tình nặng nghĩa, làm sao mà quên được. Nặng tình nghĩa thì tốt rồi. Cường này, mày thử nghĩ xem, ở công ty mày còn cái chân phó chủ tịch nào cho tao làm với. Nhìn mày là tao biết đang làm phụ hồ rồi. Đấy, móng chân móng tay còn mốc màu xi măng kìa, làm phó chủ tịch sao được. Món nợ 20. Biết là vậy, nhưng mà phó chủ tịch đâu phải nói là làm được đâu. Thế thì giám đốc. Thế thì trưởng phòng đi. Thế tóm lại là mày có lo được việc cho tao không? Mà mày đang làm phụ hồ đấy, cứ ăn phận mà làm đi. Mày nói ngu như con lửa. Tao bị đuổi. À không, tao bỏ việc rồi. Có được bạn làm chủ tịch, việc chó thì phải làm phụ hồ cho nó hèn người nè. Cẳng quá nhỉ. Thế mày học đến lớp mấy? Chả giấu gì mày, sau khi mày chuyển nhà đi, tao vì tiếc 20 nên là bị ốm mất 1 tháng, xong tao nghỉ luôn. Đúng là cái thằng bẩn tiện, có 20 mà cũng tiếc ốm cả tháng. Hay là mày nói láo? Cái điều ấy bây giờ nó không quan trọng nữa. Quan trọng ấy là mày có giúp tao có việc làm được không? Thế mày có bằng lái xe không? Lái xe à? Đơn giản, ngày nào tao chả lái mấy trăm vòng. Xe gì mà mấy trăm vòng? Xe rùa. Xe rùa? Thế tao làm phụ hồ, không lái xe rùa lái xe gì? Thì ra là vậy. Thế mày có thông thạo máy móc không?
máy móc có cái gì. Ngày nào ta chẳng điều khiển mấy cái loại máy công nghệ cao. Mày nói thật á? Máy gì? Thật thì sao? Cái thằng này buồn cười. Ta lái máy tời, máy trộn bê tông ấy. Sao? Mày ngạc nhiên trước sự tài giỏi của tao à? Ừ, mày tài thật. Tao bó tay. Chứ còn gì nữa? Làm gì có thằng phụ hồ nào mà lại đa năng như tao? Mày mau sắp xếp cho tao một công việc đi. Chứ tao mà đi xin việc ở chỗ khác, mày hối hận đi. Đùa. Uống đi em. Uống. Anh Quang. Hả? Quán này sang lắm đấy. Anh có tiền mà trả không ý? À, em có thở ra câu gì đấy hả? Thì anh vừa chả bị đuổi việc còn gì. Làm gì có tiền mà trả. Lại nói láo nữa nhá. Anh không phải bị đuổi việc mà là anh nghỉ việc. Nói bình thường được rồi. Làm gì mà nói to thế. Như quát vào mặt em ấy. Ai bảo em xem thường anh. Anh nói cho em biết nhé. Anh đang chuẩn bị đi học cái lớp học lái xe cấp tốc. Anh sắp lái xe cho chủ tịch đấy. Đùa cái thằng này. Ui, anh nói thật á? Thật chứ làm sao nữa. Hôm nay anh mời em ra đây là để uống ăn mừng cái sự kiện này đấy. Uống đi. Thế nhưng mà chủ tịch thì thiếu gì người? Sao lại thuê anh làm lái xe nhỉ? Vì nó là bạn anh ấy. Hơn thế nữa, nó còn nợ anh cả một món ân tình nữa. Bạn anh á? Anh không đùa đấy chứ. Này, em lại cái thái độ xem thường anh rồi. Em mà còn như thế nữa là anh cân nhắc lại tình yêu của anh với em đấy. Thôi được rồi, em xin lỗi, em sai. Anh bỏ qua cho em nhá. Anh ơi, thế sao anh lại quen được chủ tịch đấy? Không phải là quen, mà nó là bạn chí cốt của anh. Ngày xưa anh cho nó vay 20, à không, 2 tỷ để lập nghiệp. Bây giờ nó giàu có, nó phải trả ơn anh chứ. Anh nói gì cơ? Anh có 2 tỷ để cho bạn anh vay, mà anh phải đi làm phụ hồ. Anh đùa em đúng không? Em quên những gì anh vừa nói rồi à? Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Anh nói cho em biết nhé. Anh với em bây giờ nó là hai thân phận cách biệt rồi nhá. Anh yêu em ấy, đã là thiệt thòi lớn cho anh rồi. Em mà làm anh giận nhé, là anh chia tay em luôn đấy, hiểu chưa? Vâng, em biết rồi ạ. Luôn ấy. Đây, vào đây. Đây là nhà tao. Giới thiệu với mày, đây là Ngọc, vợ tao. Dạ, em chào anh ạ. Em cũng nghe anh Cường kể với anh rất nhiều rồi. Rất vui hôm nay được gặp anh ạ. Anh biết là thằng Cường nó mang ơn anh. Nhưng mà nó cứ mang anh ra kể với em như thế là anh hơi bị ngại đấy. Nhà cao cửa rộng, mỗi tội con vợ nhìn hơi lẳng lơ. Giá mà thay được con khác thì hay. Này, anh nói cái gì? Ơi, em bình tĩnh đã. Ân tình 20, ân tình 20. Này, vợ chồng chúng mày to nhỏ cái gì ấy? Chả mấy khi tao đến nhà chơi, chúng mày xem thường tao à? Ấy, vợ chồng tao đang có chút chuyện đấy mà. Mày đường đường là chủ tịch, chán thật đấy. Ấy, sao mày lại nói thế? Thì con vợ mày ấy, nhìn chán quá. Đây nhá, cái thái độ này là làm tao rất không vừa lòng. Thấy bạn của chồng đến, không đi chợ nấu cơm đi, ngồi hóng hớt. Đúng là xấu cả người cả nết, chả được cái tích sự gì. Này, ông nói cái gì cơ? Ông là ông làm tôi điên lên rồi đấy nhá. Đây, 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 mày xem. Đã lẳng lơ lại còn bố láo, nó bật tao cái kia. Em, bình tĩnh đã, món nợ 20. Rồi á, có 20 thôi, mà anh cứ làm như 20 tỷ ấy. Em bực mình anh lắm rồi đấy nhá. Đây, 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 mày thấy chưa? Cái thứ vợ con gì bố láo, bật chồng tanh tách. Mày nhu nhược quá rồi Cường ạ. Mau ly dị nó đi cho tao. Rồi. Ui. Em bình tĩnh đã. Em đi ra ngoài mua sắm đi, để anh tiếp nó cho. Mà tao đã dạy dỗ vợ mày xong đâu, sao để nó đi như thế? Chả có phép tắc gì cả. Vợ tao nó đi chợ, mà cái mồm mày như vậy, thảo nào mà bao nhiêu năm vẫn làm phụ hồ.
mày nên xem xét lại cái bản thân hộ tao cái. Mày ăn nói vớ vẩn vừa thôi nhá. Tao làm phụ hồ nó vì đam mê, chứ tao mà thích thôi việc để làm. Này, em đề nghị anh đuổi việc ngay ông Quang tài xế đi nhá. Em không thể nào mà chịu được nữa rồi đấy. Em cứ bình tĩnh, món nợ 20. Món nợ 20. Giời ạ, có 20 thôi mà anh cứ nói mãi. Tốt nhất ấy, anh giả ông ấy 200 triệu cho em nhá. Xong rồi anh tuyển ngay tài xế khác đi. Chứ tài xế kiểu gì mà suốt ngày cứ phải chờ đợi như thế hả? Em biết mà, anh là con người sống nặng tình. Anh im mồm. Anh nặng tình với bạn của anh, nhưng mà anh nhẹ tình với tôi đúng không? Không phải vậy. Được, thế bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Một là anh chọn cái ông Quang tài xế bố đời của anh. Hai là anh chọn tôi. Anh chọn đi. Nhanh. Anh chọn. Tự nhiên em làm anh khó nghĩ quá. Thì ra là anh khó nghĩ chứ gì. Được, đã thế tôi kệ xác anh. Ngọc. Cường à, đợi tao lâu chưa? Mày làm ăn cái kiểu gì vậy? Lần nào cũng đến muộn là sao? Này, tao vừa mới chia tay người yêu nhé. Mày đừng có mà chọc tức tao. Tao điên quá. Mày có biết thời gian của tao là vàng là bạc không? Vàng hả? Thế vàng có đổi được 20 không ấy nhỉ? Mày làm cái gì ấy? Nhảy hip hop à? Mày có biết làm vợ tao giận bỏ vào trong rồi không? Mặt mày vẫn ngơ ngơ này hả? Vợ mày bỏ đi thì kệ mày. Tao còn chia tay người yêu kia kìa. Buồn đi uống có mấy cốc bia mà nói mãi. Đúng là cái loại không có tình nghĩa. Phương Anh ấy, nó hiền lành như thế mà nó còn không chịu nổi mày đấy. Tự hào cái nỗi gì? Mày sai rồi. Là tao bỏ nó. Mày nói cái gì cơ? Nói cái gì là cái gì? Tao bây giờ đường đường là bạn của chủ tịch. Ai đời lại đi yêu cái con mấy bán hàng rong làm cái gì cho nó hèn người ra. Tao làm như thế là để giữ thể diện cho mày. Mày không biết cảm ơn thì thôi, lại còn mắng tao xa xả thế à? Hả? Mày là cái loại không có tình nghĩa. Tao đúng là bố tay với mày. Ngọc ơi. Kìa, mày bảo tao đến chở vợ chồng mày đi đâu cơ mà? Đi cái con khỉ, mày về đi. Cái thằng này nó nói cái gì nhỉ? Giữa thành phố này làm gì có khỉ mà đi. Thằng này nó giàu quá nó lú mất rồi. Quay nhỉ? Ngọc vừa chạy đến đây mà đi đâu nhanh thế? Kia chẳng phải người yêu thằng Quang à? Sao nó lại ngồi đây khóc nhỉ? À đúng rồi, nó bị thằng Quang bỏ, khóc là phải. Thôi, qua an ủi nó vài câu vậy. Anh Cường à? Anh đây. Sao lại ngồi khóc một mình thế? Anh Quang bỏ em rồi. Ra là vậy. Thằng này đúng là tại bạc. Thôi, em còn son, lo gì không kiếm được người yêu mới. Vui lên đi. Em yêu anh ấy 5 năm rồi, còn gì là son với sắc đâu. Nhưng mà em còn trẻ, sẽ tìm được người thông cảm cho em thôi. Nhưng mà em có thai 3 tháng rồi. Gì cơ? Em có thai rồi á? Thằng Quang đúng là khốn nạn mà. Đồ vô nhân tính. Mà hình như nãy mình hơi quá lời với anh Cường thì phải. Quay lại xin lỗi mới được. Thế thật sự em kiểm tra kỹ chưa? Có thai rồi à? Sai sao được, em đi khám đàng hoàng rồi. Thôi được rồi, mẹ con em cứ để anh lo. Anh Cường, anh tốt quá. Không có gì đâu, trách nhiệm anh nên làm mà. Thế vợ anh thì ai lo?
Anh lo. Ngọc, em đến khi nào vậy? Anh đúng là cái loại đàn ông khốn nạn. Đã tư tình sau lưng tôi, lại còn có con nữa cả. Hả? Ly dị đi. Ngọc, đợi anh, em hiểu nhầm rồi. Tại tôi nghe thấy, mà anh còn bảo là hiểu nhầm à? Tốt nhất là tránh xa tôi ra, cút. Trời ơi, nghe anh nói đã, em hiểu nhầm rồi. Không nghe gì hết, cút đi. Rõ ràng vừa thấy đâu đây, lại đâu mất rồi. Cái thằng, tao đã cảm thấy có lỗi nên tìm mày để xin lỗi, thế mà cứ trốn như là chạch ấy. Hả? À, đây rồi. Ngọc, Ngọc, Ngọc. Cái con quả cái này, mày ra mạnh tay với tao à? Là thế tao bảo thằng Cường bỏ mày. Ngọc, Ngọc ơi, à, em đâu rồi? Đây rồi, mày đây rồi. Thằng chó, mày cút đi, tao nghỉ chơi với mày. Này này này, mày bị động não à? Mày quên ân tình 20 rồi à? Bố mày quên lâu rồi. Thằng chó, bạn bè gì toàn đem hạn cho nhau, cút đi. Này, mày dám đối xử với tao như thế à? Tao bảo rồi, tao tuyệt giao với mày, đừng có phiền tao nữa. Ngọc, Ngọc ơi, em đâu rồi? Cường ơi, nghĩ lại đi, đừng có tuyệt giao. Ô, thôi chết rồi. Bây giờ nó mà tuyệt giao với mình, mình lại quay lại làm phụ hồ à? Như thế thì nhục chết. Cường, mày đừng tuyệt giao với tao. Tao sẽ không đem hạn đến cho mày đâu, Cường ơi.